Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay có một bạn đã đặt đơn hàng của mình, đó là Ngân Giang. Mình sẽ làm đơn hàng cho bạn ấy. Đầu tiên bạn ấy đặt cho mình cái này nè. Cái thứ hai là bạn ấy đặt cho mình cái này này. Cái thứ ba là em biết suy sư của ta luôn nha. Tôi là Wishy siêu mềm, em này là mềm nhất đấy. Rồi, giờ mình sẽ đóng hộp cho bạn ấy. Là xong rồi, biết bye. Bye mấy bạn nhé.